lội xuống đây bắt cá. Đây có cá không? Có cá không? Sâu quá. Sao? Có cá không? Mấy con này. Có được mấy con đây? Đây. Đây cũng đủ ăn rồi. Dở con cái thằng này nữa. Đi có không? Ai sâu dữ vậy ta? Đập đầu luôn. Có mấy con rồi chú ơi, nước này không có chạy đầu tới ba cái luôn á, mà tới tính lấy mà không có mồi.
ơi. Kẹp con cua bỏ càng luôn. Rồi kẹp con cá. Thiệt tình. Ổn con cua. Còn nhỏ nữa. Cụ bè mới làm lên đi khó quá.
đẻ quá trời luôn ha. Cái này mềm dữ lắm. Ừ. Thôi khoái bự nè, để thả cho nó lớn ăn uổng. Dạ. Nó lấy tổng có 2 cái ship á anh đặt thôi. Ở ra ngoài mé kinh hả? Mà đâu đó anh? Thả xuống vài tháng nó bự. Có trứng cộng hả anh Chính? Dạ, như nào ấy điện em nghe. Ừ. Bơm chừng mấy tấc nước nữa à? Dạ. Bơm ở đây mà nó đợt mấy nước ở đây qua nó muốn nó nhiễm lại. Thôi đừng bơm qua đây. Anh để nước đây đặng anh bơm vô đây lại. Hả có ấy đẩy qua em đại đi nữa em rút cống ra. Thì không anh bơm chút đỉnh thôi, không có gì đâu. Ờ. Đẩy rút ra. Thôi thôi thôi. Thôi thôi em khoái cá nuôi à. Đẩy đại đi nữa rút ra. Rồi. Ở này anh đi lặn khôn ghê.
dưới đáy biển xem.